Tới chị. Tới chị cầm mic hát cho nó chuyên nghiệp không? Rồi. Thôi, người ta hát hay tới mình vô. Đến tương lai dễ thương như hiện tại, ít thôi nhé em hỡi để hiểu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiều màu. Trời ơi, chị hát hay quá em ơi. Đó giờ chị đi karaoke lần này chị mới thấy chị hát hay nhất luôn á. Thấy không, em thấy không, ngồi kế ca sĩ người ta bè chị liền, đi karaoke tụi em quăng chị không à. Chị không có phân tích được hay hay dở, chị chỉ phân tích là chị nghe hát chị có thấy có cảm xúc không thì em hát có cái cảm xúc ở trong đó. Chứ còn chị thì những người biết hát thì sẽ nói nó dễ, những người không biết hát thì nó dạy chị hoài chị không hát được. Cái cách mà em học hát là không phải là tập hát nhiều, nghe nhiều hơn. Không, chị nghe cái bài này của em hát cũng nhiều lắm, chị nghe từ bản của em xong chị từ cái bản của em á, chị biết cái bài này qua cái bản của em, xong rồi chị mới mần mò ra cái chị mà cái chị mà cái mặt chubby đúng rồi. Rồi giờ đi dạ hội nha, mang giày cao nha, chưa còn cái nữa, còn đi bikini nữa, đi bikini 2 vòng đi rồi cho nghỉ.